ghé thăm Bình Thuận mà không bước chân vào vườn Thanh Long là xem như chưa từng đến đây. Đưa tay hái một trái, lột lớp vỏ, cắn một miếng. Vậy là bao nhiêu cái nóng bức của nắng hè nơi đây cứ thế trôi tuột đi đâu mất. Kỳ diệu nhất là khi đêm xuống, khu vườn rực lên những ánh đèn. Ai đi ngang cũng phải ngắm, nhìn mê, nhìn mẩn. Thanh long làm gỏi vừa ngon mát lại lạ miệng cực kỳ. Đầu tiên, sắc khối vuông thanh long, bổ sung thêm vị ngọt thanh với dừa hấu. Chỉ cần vài con tôm, vài miếng mực là ngon lành rồi đây. Trộn đều tất cả với nước trộn gỏi là hoàn thành. Gỏi thì không thể thiếu bánh phồng tôm, chiên bánh thì quá đơn giản phải không nào? Múc một miếng gỏi đủ màu sắc, nếm thử là cảm thấy như đang ở giữa vườn thanh long và tận hưởng cảm giác mát rượi thần kỳ đấy nhé.